Vào khách sạn cùng phụ nữ lạ, hiểu phó một trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm. Sự thật đằng sau tin nhắn đe dọa đòi tiền chuộc thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội. Mẹ bầu 8 tháng đi bốc vác, nghèo thật nhưng tôi không kêu gọi từ thiện. Đào phở và piano vượt qua mức doanh thu 1 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây tại Phú Yên, do nghi chồng ngoại tình, vợ của một hiệu phó, một trường tiểu học đã thuê phòng ở khách sạn để đánh ghen. Người phụ nữ này còn thủ giao từ trước và gây thương tích cho tình địch. Sáng ngày 22 tháng 2, đại diện công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết đơn vị đang giải quyết vụ cố ý gây thương tích khiến hai người bị thương xảy ra tại một khách sạn bên đường Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, ông Phạm Nửa Hát, sinh năm 1986, hiện là phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa, cùng bà Lê Thị Tê Quy, sinh năm 1986, chú phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn nêu trên. Do nghi ngờ chồng ngoại tình từ lâu, vợ ông Hát là bà Nguyễn Thị Lờ T, sinh năm 1989, hiện là phó chủ tịch hội phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa, đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để chờ đánh ghen. Sau khi xác định được số phòng chồng và bà Quy, bà T ập đến dùng dao gây thương tích cho ông Hát và bà Quy. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Phú Yên. Theo đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, sức khỏe của ông Hát và bà Quy đã qua cơn nguy kịch. Khi vào nhập viện, bà Quy bị nhiều vết thương ở vùng trán và má phải, có vết thương dài 11 cm nhưng chỉ bị phần mềm. Hiện bà Quy đã được chuyển qua khoa điều trị theo yêu cầu để theo dõi. Mới đây công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ một người phụ nữ 49 tuổi, ngụ quận Bình Tân tử vong trong tư thế bất thường. Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi người chồng về quê vài ngày trước. Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số người tới nhà gọi bà Tê đi tập thể dục nhưng không được. Thấy chuyện bất thường, người dân mở cửa thì phát hiện bà Tê đã tử vong trong tư thế lơ lửng. Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra. Theo người dân, bà Tê sống cùng chồng ở căn nhà. Vài ngày trước, người chồng về quê ở Bến Tre thì xảy ra vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xuất hiện những vụ việc các cô gái trẻ bị mất tích. Gần đây nhất là vụ việc thiếu nữ sinh năm 2010 mất liên lạc với gia đình sau khi đến bến xe Giáp Bát. Sau đó gia đình thiếu nữ nhận được tin nhắn đe dọa đòi 200 triệu đồng tiền chuộc. Từ hư vụ việc ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 22 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội xác minh làm rõ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích. Theo đó, vào ngày 21 tháng 2, mạng xã hội và cơ quan báo chí đăng tải thông tin thiếu nữ Nguyễn Thị Quỳnh Trang ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đi xe khách từ huyện Thanh Liêm, Hà Nam để bến xe giáp bát để về nhà nhưng mất tích. Trước tính chất sự việc, công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự mời gia đình Quỳnh Trang đến làm việc. Điều bất thường xảy ra chiều 21 tháng 2. Trong lúc đang làm việc với bà Đinh Thị Tê, mẹ Trang, điện thoại của người phụ nữ này nhận được tin nhắn đe dọa với nội dung. Gia đình muốn em Trang bình yên trở về nhà thì chuyển vào một tài khoản 200 triệu đồng. Nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em Trang trong thủng xốp. Ngay lập tức, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy Trang đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Qua làm việc, cảnh sát xác định sau khi đến bến xe Giáp Bát, Trang không về nhà, không liên lạc được với gia đình mà tự ý đến nhà bạn trai để chơi. Mới đây, đoạn clip về mẹ bầu 8 tháng bốc phát cả tấn hàng đã gây sốt mạng xã hội. Sau khi nắm được hoàn cảnh, nhiều người liên hệ với người phụ nữ để giúp đỡ. Tuy nhiên, mẹ bầu đã khẳng định dù cuộc sống có khó khăn nhưng người này không hề kêu gọi từ thiện. Chị Hoàng Thị Diễm 30 tuổi là nhân vật chính trong câu chuyện này cho biết, rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân người xa lạ liên hệ mong muốn ủng hộ gia đình cả vật chất lẫn tinh thần. Người phụ nữ cảm ơn lòng tốt của cộng đồng mạng, song tâm sự mọi người không nhất thiết hỗ trợ chị và gia đình vì nhiều người còn khó khăn hơn. Chị Diễm cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình. Nghèo thì nghèo thật, nhưng tôi không kêu gọi từ thiện mà chỉ muốn chia sẻ về câu chuyện của hai vợ chồng Đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng mạng, người mẹ nói tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Nếu được giúp đỡ, cô chỉ dám nhận đủ phần của mình, nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Những ngày sau khi nổi tiếng bất đắc dĩ, chị vẫn đi bốc phát, làm thêm việc lật vặt, ai thuê gì làm đấy. Ở tháng cuối thai kỳ, người mẹ làm việc tùy theo sức khỏe, phù hợp với tình hình của cả mẹ và con. Vợ chồng chị Diễm không có công việc ổn định, hiện sống cùng bố mẹ vợ tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Mỗi lần đánh xe tải chở hàng, anh Khánh đều gọi anh Chu Văn Tải, 33 tuổi, chồng Diễm, đến bốc xếp hàng vào kho, tạo công an việc làm. Anh Khánh nhiều lần động viên chị ở nhà chờ ngày sinh con. Anh Tải cũng khuyên vợ dừng bốc phát, nhưng thai phụ không nghe, nói kiên quyết làm được. Ngày 22 tháng 2, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ, lấy lời khai người liên quan làm rõ nguyên nhân vụ bé gái tử vong trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp. Thông tin ban đầu bé gái tên N tử vong tại căn nhà trong con hẻm tại đường Nguyễn Thị Đặng. Trừ 21 tháng 2, bé gái được cho là có biểu hiện bất thường. Phát hiện bà P, 36 tuổi, ngủ quận 12 đã nhờ người đưa bé đi bệnh viện quận 12 để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an sau đó có mặt ở hiện trường, lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ. Bà P được cho là giáo viên mầm non nhưng nghỉ việc. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc kết cấu gồm trệt và gác lửng được bà P thuê lại làm nơi ở cho gia đình và giữ khoảng 4 trẻ. Cả hàng xóm cho biết bà P là người hiền lành, hòa nhã với mọi người. Mới đây, lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 40 ngôi mộ an táng tại Nghĩa Trang trên địa bàn phường bị đập phá bát hương, lọ hòa. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, ngày 19 tháng 2, phường nhận được thông báo hơn 10 ngôi mộ tại Nghĩa Trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Hiện công an quận Nam Tử Liêm đang vào cuộc truy tìm người có hành vi phá hoại tại các ngôi mộ này. Thông tin từ Công an Sóc Trăng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Lý Thị Mỹ Nga, 48 tuổi, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2020, Nga mở nhiều dây hụi và có nhiều người trên địa bàn thành phố Sóc Trăng tham gia. Quá trình tổ chức chơi hụi, Nga thấy các hội viên tin tưởng, chủ quan, mất cảnh giác. Cụ thể, các hội viên tham gia chơi hụi mà không biết các hội viên chơi cùng, không trực tiếp đi khui hụi. Từ đó, Nga lợi dụng lòng tin và sự chủ quan đó để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của các hội viên sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 22 tháng 2, công an tỉnh Tiền Giang thông tin về việc ông Trần Trung Hiếu, công an ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Trợ Gạo bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ. Trước đó vào đêm 13 tháng 2, ông Trần Trung Hiếu cùng tổ tuần tra kiểm soát của công an xã Hòa Định phát hiện hai thanh niên lái xe máy rú ga tổ công tác chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện làm ông Hiếu bị thương và được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy điều trị. Hiện tại sức khỏe ông Hiếu đã ổn định. Công an huyện Trợ Gạo cũng đã vào cuộc điều tra, xử lý hai thanh niên cố tình tông bị thương lực lượng chức năng. Ngày 22 tháng 2, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ 1, phòng cảnh sát giao thông công an Nghệ An cho biết, Bố mẹ cháu NMDV đã viết thư cảm ơn đội và tổ tuần tra trong lúc làm nhiệm vụ đã tìm thấy con mình bị lạc. Trước đó vào khoảng nửa đêm ngày 20 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn thì phát hiện một bé trai đang ngồi co ro so một mình ở vệ đường. Khi xuống kiểm tra hỏi chuyện thì được biết cháu bé tên NMDV, sinh năm 2010, gương mặt tiều tụy, da tái nhợt vì lạnh và đói tổ công tác đã dừng lại hỏi han và biết cháu V đã bị lạc đường cả ngày, chưa được ăn uống gì. Các đồng chí cảnh sát giao thông đã mua sữa và bánh mì cho cháu ăn. Qua liên hệ đã tìm được gia đình cháu bé ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Được biết khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu V đi xe đạp điện từ Nghệ An ra nhà bà ngoại ở Thanh Hóa. Trên đường đi cháu bị mất phương hướng nên ngồi một mình bên ven đường. Lực lượng cảnh sát giao thông công an Nghệ An tìm thấy cháu V cách nhà cháu hơn 30 km. Đến gần 23 giờ, tổ công tác đưa cháu về với bố mẹ. Gặp lại con sau một ngày tìm kiếm, thấy con đang được các chú cảnh sát giao thông chăm sóc, bố mẹ cháu đã rất xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trang Box Office Việt Nam công bố, doanh thu của phim Đào Phở và Piano tính đến sáng 22 tháng 2 đã vượt qua mức 1 tỷ đồng, đạt hơn 1,06 tỷ đồng với hơn 154 triệu đồng từ 3.093 vé của một suất chiếu, phim đã vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng doanh thu vé dạp ngày 22 tháng 2. Đào phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện có sự tham gia của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Thủy Linh, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, Anh Tuấn, Thiện Hùng, ca sĩ Tuần Hưng. Phim được nhà nước đầu tư 20 tỷ đồng sản xuất và đang trong dự án thí điểm khai thác thương mại tại các rạp chiếu phim trong cả nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.